các biểu tượng may mắn của Nhật Bản và ý nghĩa của chúng. Ở Nhật Bản, những vật phẩm hoặc phong tục mang lại may mắn luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Hãy cùng Nippon Class tìm hiểu về các biểu tượng may mắn của Nhật Bản và khám phá ý nghĩa cũng như những câu chuyện ẩn sau đó nhé. 1. Maneki Neko, biểu tượng kinh doanh phát đạt. Maneki Neko hay còn được gọi là mèo chiêu tài hoặc mèo vẫy tay, thường được đặt ở lối vào cửa hàng để mang lại may mắn và phát đạt trong kinh doanh. Có nguồn gốc từ thời Edo, hình ảnh mèo vẫy tay có ý nghĩa thu hút sự may mắn, tiền bạc, sức khỏe và mời gọi khách hàng. Mỗi màu sẽ có ý nghĩa khác nhau, màu vàng mang lại may mắn, còn màu đen thì xua đuổi tà ma. 2. Thất phúc thần, bảy vị thần may mắn. Bảy vị thần may mắn đóng vai trò quan trọng trong tôn giáo Nhật Bản. Mỗi vị thần đại diện cho những may mắn và giàu có khác nhau. Chẳng hạn như Ebisu là vị thần phù hộ làm ăn phát đạt và đánh bắt bội thu. Daikokuten là vị thần của sự giàu có và lương thực. Benzaiten là vị thần của trí tuệ và nghệ thuật. Vào dịp năm mới, mọi người thường đến các ngôi đền thờ cúng bảy vị thần này để cầu nguyện sức khỏe, may mắn và làm ăn phát đạt. 3. Cá tai, cá tráp. Ở Nhật Bản, cá tai được coi là loài cá chúc mừng vì tên của nó phát âm gần giống với cụm từ medetai, có nghĩa là chúc mừng trong tiếng Nhật. Nhờ vẻ ngoài đẹp mắt và hương vị thơm ngon, cá tai đã trở thành một phần không thể thiếu trên bàn ăn trong các lễ cưới, lễ kỷ niệm hoặc vào dịp năm mới. Mọi người thường chế biến món sashimi cá tai vào những ngày đặc biệt nhằm tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. 4. Daruma, biểu tượng đạt được mục tiêu. Daruma là búp bê truyền thống của Nhật Bản, tượng trưng cho việc đạt được mục tiêu và ước mơ. Daruma còn là biểu tượng của tinh thần bất khuất vì nó sẽ luôn đứng dậy sau khi vấp ngã, giống như con lật đật. Có một phong tục rằng búp bê Daruma khi được mua sẽ không có mắt. Người ta sẽ tô một con mắt khi đặt ra mục tiêu và tô hoàn tất con mắt còn lại khi đã đạt được mục tiêu đề ra. Mỗi màu của Daruma có ý nghĩa khác nhau, nhưng màu trắng là tượng trưng cho hòa bình, màu vàng thì tượng trưng cho may mắn và tiền bạc. Người Nhật thường sử dụng búp bê Daruma để thúc đẩy bản thân hoàn thành mục tiêu và mong muốn của họ. 5. 1000 con hạt giấy, cầu bình an và sức khỏe. 1000 con hạt giấy là phong tục truyền thống của người Nhật để cầu bình an, sức khỏe và tuổi thọ. Có lời đồn rằng, nếu người thân hay bạn bè gấp 1000 con hạt giấy tặng người bệnh, thì họ sẽ mau khỏi bệnh. Phong tục này bắt nguồn từ truyền thuyết, loài hạt sống thọ 1000 năm, nên người ta thường xếp hạt giấy để cầu nguyện được sống khỏe mạnh và trường thọ như nó. 1000 con hạt giấy còn được coi là biểu tượng của hòa bình, sự hỗ trợ, đoàn kết và mang lại hy vọng cho những người gặp khó khăn. Tại công viên tưởng niệm hòa bình của thành phố Hiroshima, có trưng bày 1000 con hạt giấy được xếp bởi Sadako Sasaki, một bé gái 12 tuổi người Nhật, đã chết vì bệnh bạch cầu do nhiễm phóng xạ từ quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima vào năm 1945. 6. Emma, tấm gỗ viết điều ước. Emma là những tấm gỗ nhỏ thường thấy ở các đền thờ, trên đó sẽ viết những mong muốn hoặc lời cầu nguyện. Những tấm gỗ này thường được dùng như những thông điệp gửi đến các vị thần, hoặc tượng trưng cho niềm hy vọng rằng điều ước sẽ thành hiện thực. Emma có nhiều kiểu dáng khác nhau tùy vào từng đền thờ, và cũng có nhiều tấm Emma được thiết kế cho những mục đích khác nhau như cầu duyên hoặc cầu đậu kỳ thi đại học. Mỗi đồ vật và phong tục đều có ý nghĩa và câu chuyện riêng được truyền lại qua nhiều thế hệ, và giá trị của chúng vẫn được trân trọng, gìn giữ trong xã hội Nhật Bản hiện đại ngày nay.